Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô bác anh chị, một tin vui đó là 5 ngày nữa, người dân quận 5 sẽ được ra đường và đi chợ. Đây là thông tin được bà Trương Minh Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5 cho biết trong kế hoạch mở lại những cái ngôi chợ dã chiến trên các tuyến đường thông thoáng trên địa bàn quận bắt đầu từ ngày 22 tháng 9. Theo đó thì những phiên chợ dã chiến đầu tiên sẽ dự kiến mở lại tại các cái khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Trần Bình Trọng và đường Nguyễn Trãi, quy mô khoảng từ 7 đến 10 người phục vụ và chủ yếu tính tiền, hướng dẫn người dân giãn cách, lựa hàng hóa và kiểm soát phòng chống dịch. Bà cho biết chúng tôi sẽ cho mở cửa chợ dã chiến luân phiên. Ví dụ như là hôm nay mở ở khu phố này thì ngày mai sẽ chuyển đi khu phố khác và tập trung những phường mà người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Sắp tới là phường 3. Thì theo bà cho biết là trên thực tế sau thời gian giãn cách ngồi trong nhà thì người dân cần có cơ hội đi ra ngoài thư giãn, hít thở không khí trong lành. Và một cái điều quan trọng hơn là họ có thể trực tiếp lựa chọn sản phẩm và mua bán hàng hóa trong giới hạn phòng chống dịch cho phép. Và tất cả đều phải thực hiện nghiêm túc 5K. Chúng tôi lựa chọn những tuyến đường rộng thoáng cho hàng hóa về, bố trí giãn cách giữa các ô và lượng người dân đi chợ cũng được thông báo giới hạn theo khung giờ. Thì mô hình chợ dã chiến được Ủy ban Nhân dân quận 5 tổ chức từ tháng 7. Trước đó thì Ủy ban đã chọn Trung tâm Văn hóa quận 5 để làm điểm tập kết hàng hóa và tổ chức bán hàng lưu động cho người dân sinh sống tại các vùng xanh với tần suất là một lần trên một tuần. Các mô hình chợ dã chiến hay còn gọi là điểm bán hàng lưu động thì sẽ được tiếp tục tổ chức sắp tới tại phường 3 khi mà người dân đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid. Một số những nơi mà có cái khuôn viên thoáng và rộng như là khu vực chợ Hòa Bình hoặc là khu vực chợ An Đông thì sẽ lần lượt được chia ô mở chợ dã chiến trong thời gian tới. Quận 5 cũng là một cái địa phương mà có rất nhiều những cái ngôi chợ truyền thống, chợ lớn, chợ nhỏ nhưng mà đã bị đóng hoàn toàn. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận cho biết thì kế hoạch mở lại chợ truyền thống chưa thể tính được bởi phải làm an toàn trong địa bàn. Trước hết thì quận sẽ thí điểm chợ dã chiến. Ủy ban Nhân dân quận cũng đang xây dựng cái mô hình phục hồi kinh tế tập trung theo cái thứ tự gồm những các nhóm. Nhóm đầu tiên là các đơn vị sản xuất kinh doanh có quy mô lớn tại địa phương. Nhóm thứ hai là các cơ sở kinh doanh sản xuất cung cấp dịch vụ thiết yếu. Nhóm thứ ba là các thương nhân kinh doanh ở những ngôi chợ truyền thống. Và nhóm thứ tư là các đơn vị kinh doanh sản xuất còn lại. Và theo đó thì từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 sẽ là cái giai đoạn thử nghiệm. Quận 5 sẽ ưu tiên triển khai tại các cái địa bàn đảm bảo độ an toàn cao như là phường 3 quận 5 hoặc là phường 10 quận 5 và áp dụng cho nhóm 1, nhóm 2 và một phần của nhóm đối tượng thứ 3. Thì trong giai đoạn này, quận sẽ tổ chức khảo sát tình hình hoạt động trở lại của từng nhóm đối tượng cụ thể, nắm bắt các trở ngại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp họ từng bước hoạt động ổn định. Và việc mở các điểm bán hàng lưu động thì sẽ nằm trong cái giai đoạn này. Còn giai đoạn kế tiếp là từ sau ngày 15 tháng 10 thì khi đó dự kiến là người dân quận 5 sẽ tiêm đủ được 2 mũi vaccine sau 14 ngày thì có thể tham gia các cái hoạt động kinh tế xã hội tại phường, tại địa phương. Và đối tượng áp dụng là các thành phần còn lại của nhóm 3 và nhóm 4. Trong giai đoạn này thì quận sẽ tổ chức các hoạt động ở những ngôi chợ truyền thống và chủ yếu thiên về cái nhóm hàng là chợ thực phẩm để góp phần đáp ứng cái nhu cầu cơ bản thiết yếu của người dân. Đối với những ngôi chợ còn lại thì sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để có cái sự triển khai phù hợp. Thì thưa cô bác anh chị, đây là một cái hành động rất thiết thực cho người dân và là một chủ trương rất đúng của quận 5. Tuy được triển khai hơi chậm nhưng mà được rất là nhiều người dân ủng hộ hưởng ứng bởi vì những cái siêu thị thì đã quá tải
Và nếu như cứ đổ dồn vào siêu thị thì sẽ bị lây nhiễm chéo rồi tùm lum. Hơn nữa thì việc đi chợ hộ cũng không thể đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Và họ muốn chủ động để mua bán những cái hàng hóa mà mình cần. Hơn nữa họ còn muốn được đi ra ngoài. Cái quan trọng nhất là được đi ra ngoài, được thư giãn, được hít thở cái không khí trong lành và được mua những cái món đồ mình thích. Thì đây là một cái tin vui xin gửi tới quý cô bác anh chị. Và hẹn gặp lại trong những video clip kế tiếp.